Chào đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Rock Rider ST520, một dòng xe đến từ thương hiệu BT Win, một thương hiệu của Phần Lan và được sử dụng rất là rộng rãi tại thị trường Pháp. Thì đây là cái model Rock Rider, là một cái model chủ đạo dòng địa hình của thương hiệu BT Win. Thì chiếc xe này được trang bị vành bánh là 27,5 inch, khung nhôm, và bộ chuyển động của xe là được sử dụng bộ S-Jam X3, một cái dòng phụ tùng của Mỹ rất là đẳng cấp trên toàn thế giới. Đây, tông màu thì sơn xi nguyên bản, tông màu xám xi măng kẻ chỉ xanh dương, một cái tông màu mà rất là hot trong năm nay, kể cả quốc tế hay là Việt Nam cũng đều rất là ưa chuộng cái tông màu này, xám xi măng và logo kẻ chỉ xanh dương này. Đây, tất cả những cái dòng xe, thương hiệu xe trên thị trường dòng mới thì cũng chuyển sang sản xuất cái dòng màu rất là nhiều để cho nó hợp với thị trường. Model Rock Rider ST520 Sportage. Thì toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên zin nguyên bản hết 100% các bác nhé. Tất cả là nguyên zin nguyên bản hết. Form dáng rất là đẹp, các bác có thể nhìn trên hình, vành bánh 27,5 và cái form dáng các bác nhìn cực kỳ là cơ bắp, rất là chắc chắn, rất là cơ bắp, nhìn rất là đẹp. Với cái mức giá đang bán là 6,8 triệu các bác nhé. Đấy, rất là phù hợp để cho các bác mà muốn mua một chiếc xe đạp để thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Mua về thì đạp con này thì gọi là cháy phố rồi, rất là đẹp. Đấy, từ form dáng ngoại hình thì đến màu sắc, các bác có thể nhìn vân lốp của xe này rất là mới, vẫn còn những cái ba vía cao su. Trên toàn là xe này được đi rất là ít. Đũa lốc, đũa tăm lốc các bác nhé, vành bánh 27,5, lốp nguyên zin theo xe luôn. BT Win đây, bảng lốp là 27,5x2.0 các bác nhé. Và xe thì sử dụng đó là bộ đề S-Jam X3 trong các dòng phụ tùng xe đạp. Thì nó có 3 dòng chính là Shimano, S-Jam và Campagnolo. Thì dòng S-Jam là đứng thứ 2 các bác nhé. Đấy, còn đứng đầu là Campagnolo của Ý, thì S-Jam là của Mỹ và Shimano là của Nhật, đứng thứ 3. Trên phần ghi đông đây thì chiếc xe trang bị là ghi đông cong đổ đèo, giúp cho các bác mà khi đi xuống dốc hay là lên dốc nó sẽ tạo cho các bác cái cảm giác lái cực kỳ là tốt. Tay bấm xả cũng là S-Jam thôi nhé, sử dụng của S-Jam. Phanh của xe được sử dụng là phanh đĩa cơ, phanh zin theo xe. Các bác mà sử dụng cái dòng phanh cơ này nhưng mà rất là sướng các bác nhé, cực kỳ là mềm. Phanh zin mà, zin theo xe mà, không phải phanh phụ tùng, nó rất là mượt. Giảm sốc của xe là giảm sốc dầu thủy lực. Đây, cũng là nguyên zin nguyên bản hết theo xe đây. Và giám sát vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên tới tâm phủ phút là 56 cm. Thì xe phù hợp với bác khoảng 1m62 đến 1m72 thì phù hợp. Chuyển động rất nhẹ thôi nha, 8 tầng lít và 3 tầng đĩa, 24 tốc độ thân ga thì rất mượt rồi. À,
Xe thì đang được bán bên em mức giá là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.